Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhà mình sẽ làm bánh phô mai. Thì để làm cái món bánh này thì nguyên liệu mình cũng chuẩn bị, thì mình cũng có là 200ml whipping cream, 2 bịch sữa tươi không đường, 3 cục phô mai con bò cười và bánh Oreo. Gelatin thì mình sử dụng là 8g bột cacao, 30g đường, 30g bơ tường ngang. Và mình cũng có chuẩn bị những cái khuôn nhỏ như thế này, nó có một cái vòng tròn. Một hồi thì mình sẽ cắt một ít lá chuối nè cho nó theo cái vòng tròn này, và mình sẽ bọc thực phẩm ở ngoài hạnh giúp cho nó có một cái đế nha. Thì trước tiên thì mình sẽ đem cái phần bơ tường ngang này mình đun cho nó chảy ra nha các bạn. Mình sẽ cho bánh Oreo á cho nó ra ngoài ha. Một hồi á là mình sẽ lấy cái phần kem ở trong Oreo này nè, mình sẽ bỏ qua một bên. Mình chỉ dùng phần bánh thôi các bạn. Rồi, mình sẽ chừa lại. Mình sẽ lấy cái phần kem này nè, mình sẽ bỏ qua một bên nha. Nếu mà các bạn không có bánh Oreo này á thì mình sử dụng bánh tay bình thường cũng vẫn được nữa. Tại vì mình làm cái bột cacao á cho nên á là mình dùng cái bánh Oreo này để cho nó có cái màu đen á, cho nó lên tiệp màu với lại cacao luôn ha. Rồi mình sẽ cho cái bánh Oreo này vào trong túi, đặng mình sẽ đập nhuyễn cho nó ra luôn, nhuyễn luôn nha các bạn. Đây thì mình cũng dùng cái chày, mình sẽ cán cái phần bánh này nè cho nó nhuyễn ra. Rồi mình sẽ cho cái phần bánh này á vào trong cái tô. Mình sẽ cho cái bơ tường ngang này á vào trong bánh của mình luôn. Rồi mình sẽ trộn cái hỗn hợp này nè, mình trộn cho nó đều lên. Thì mình sẽ lấy cái bọc thực phẩm nè, thì mình sẽ trải cái phần bọc thực phẩm này ra lên trên cái mặt bàn của mình. Rồi mình sẽ cho nó nằm ở dưới mặt bàn của mình ha. Rồi mình sẽ sử dụng cái lá chuối này, mình sẽ để cho nó nằm ngang, cho nó nằm ngang cái phần bọc thực phẩm của mình. Thì mình sẽ để cái phần khuôn này lên, và sau đó thì mình sẽ bọc, mình bọc cho nó dính cái phần khuôn của mình luôn. Mình sẽ cứ việc là mình làm cho nó có cái độ kích kín là được rồi nha các bạn. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cái phần bánh mà mình cũng cho bơ tường ngang vào nè, thì mình sẽ cho vào trong khuôn luôn ha. Sau đó thì mình sẽ ém cái phần bánh của mình nè cho nó chặt xuống. Cứ ém cho nó chặt xuống luôn là được rồi. Mình ném xong rồi á thì mình sẽ để cái phần bánh này á qua một bên, thì mình sẽ làm tiếp cái phần phô mai và kem nha. Thì mình sẽ tán cái phần phô mai này á cho nó nhuyễn ra luôn ha các bạn.
mình sử dụng con phô mai á, con bò cười. Nếu mà các bạn không sử dụng phô mai con bò cười thì mình mua ra ngoài chỗ tiệm tạp hóa á. Thì ở Bến Tre á, thì mình thường hay mua là tiệm tạp hóa Hồng Đậu đó các bạn, có bán một viên phô mai thì mình về á, là mình sử dụng cái phô mai đó cũng vẫn được ha. Mình sẽ cho hết á, là 3 viên. Mình sẽ cho hết cái phần đường. Rồi mình sẽ tán cái phần phô mai này với đường á cho nó nhuyễn ra nha. Phần phô mai á thì mình cũng đánh á, bây giờ nó cũng đã nhuyễn ra nè các bạn. Thì bây giờ á là mình sẽ cho kem á, mình sẽ cho vào trong cái thau luôn ha. Và bây giờ là mình sẽ quậy cái hỗn hợp kem với lại phô mai á, mình sẽ quậy cho nó đều lên ha. Một hồi á là mình sẽ làm nóng cái phần sữa. Mình cứ việc là mình đánh cho cái phần kem và phô mai á cho nó đều ra. Rồi mình sẽ để qua một bên. Đây là cái gelatin, mình sẽ cho vào trong chén luôn. Rồi mình cũng sử dụng sữa nè, để giúp cho cái gelatin của mình á cho nó mau nở ra. Rồi mình sẽ quậy cái phần gelatin này, mình quậy lên cho nó đều. Mình sẽ cho bột cacao á vào trong chén ha. Rồi mình cũng lấy sữa tươi nè, thì mình sẽ pha cái bột cacao này cho nó tan ra các bạn. Mình sẽ cho cái phần sữa còn lại nè, mình sẽ nấu cho cái phần sữa này á cho nó hơi có cái độ ấm ấm nha các bạn. Rồi mình nấu cho cái phần sữa này á cho nó có cái độ ấm ấm thôi là được rồi. Bạn mình để gelatin vào á, bạn giúp cho cái phần sữa của mình á, nó gelatin của mình nó sẽ mau nở ra. Mình sẽ gờ vào như vậy nè, mình thấy cái hơi á đã nóng rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tắt bếp ha. Và mình sẽ quậy lên. Mình sẽ cho cái phần gelatin nó cũng đã nở ra nè các bạn. Thì mình sẽ cho vào trong cái nồi sữa của mình luôn. Và bây giờ là mình sẽ quậy hỗn hợp mình lên. Mình nhớ là mình tắt bếp rồi mình sẽ quậy cái hỗn hợp gelatin và sữa lên nha. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần nước sữa hồi nãy mình đun cho nó nóng á các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ cho vào trong cái phần kem và phô mai của mình ha. Và bây giờ là mình sẽ quậy cái hỗn hợp này cho nó đều lên. Rồi mình sẽ chia màu ra. Mình sẽ chia là hai màu nha, một màu đậm và một màu lợt nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần cacao nè. Mình sẽ cho vào trong cái thau trước. Mình khuấy cái phần màu của mình á, mình coi mình ưng ý chưa nha. Đây mình thấy cái màu nó còn hơi lợt thì mình sẽ cho thêm một miếng nữa để giúp cho nó đậm hơn các bạn.
Này bây giờ cái màu á nó cũng đã ưng ý rồi. Bây giờ mình sẽ dằn vào đây thêm một ít muối nha. Mình chia đều ra. Mỗi một bên mình sẽ cho vào đây thêm một ít muối, để giúp cho nó có cái độ ngọt, cho nó thanh hơn. Đây là hai cái khuôn mình đã chuẩn bị nè. Thì bây giờ là mình sẽ cho vào trong khuôn của mình ha. Thì cái độ dày á thì mình cứ việc là mình cho đại nha các bạn. Mình cứ việc là mình cho đại thôi, chứ mình không có canh được nha. Rồi bây giờ là mình sẽ cho cái phần hỗn hợp sữa này vào trong ngăn mát tủ lạnh, để giúp cho nó ráo cái phần mặt rồi á, thì mình sẽ cho thêm một lớp vào nữa nha. Phần bánh của mình á bây giờ nó cũng đã ráo mặt nè các bạn, thì mình sẽ để sang qua một bên ha. Thì mình sẽ pha luôn cái phần sữa hồi nãy còn lại nè, với một miếng còn ít bột cacao á, bây giờ mình sẽ pha trộn vào nhau luôn ha. Rồi mình sẽ cho nó màu cho nó hơi lật lật ra tí xíu. Đây mình sẽ quậy đều ra. Rồi bây giờ là còn một miếng cacao nè, mình sẽ cho vào đây luôn. Rồi mình sẽ quậy cái hỗn hợp cho nó đều ra. Rồi bây giờ là mình sẽ gót cái phần hỗn hợp sữa này vào trong cái khuôn nữa nha. Đây mình cứ việc là mình cho vào luôn, mình cho nó sẽ đầy luôn nha các bạn, đầy cái khuôn của mình luôn. Rồi mình sẽ để cái này qua một bên, thì mình sẽ làm tiếp cái khuôn thứ hai. Rồi bây giờ là mình sẽ chờ cho cái phần kem này á cho nó đặc thêm một lần nữa và mình mới thưởng thức được ha. Bánh phô mai của mình á bây giờ nó cũng đã đặc rồi ha. Thì bây giờ là mình sẽ lấy phần bánh của mình ra luôn ha. Thì mình cũng có chuẩn bị cái thớt nè, rồi mình cũng sẽ để cái phần bánh của mình á, rồi mình sẽ lấy cái bọc thực phẩm ra, rồi mình cũng dùng con dao á, thì mình sẽ lấy thử cho nó có cái đường khoanh về nè các bạn, rồi mình lấy bánh ra cho nó dễ nha. Mình cứ việc là mình sẽ nại từ từ. Tại vì cái phần bánh của mình á, mình để nó hơi bị chặt á các bạn. Với lại cái khuôn của mình á, là cái khuôn mẫu, cho nên á, là mình làm á, thì nó hơi khó hơn. Còn nếu mà các bạn mà có cái khuôn nhôm á, thì mình làm á, thì nó sẽ dễ dàng hơn nha. Rồi bây giờ á là mình sẽ lấy cái phần khuôn của mình ra. Mình cũng dùng thêm một cái khuôn nhỏ nè. Thì mình sẽ kê cái phần bánh của mình, mình lấy ra thử coi được hay không nha các bạn. Đây mình sẽ đội lên. Mình lấy ra được rồi đó. Rồi bây giờ là mình sẽ chịu ra một tí xíu nha. Rồi
mình sẽ lấy cái khuôn của mình ra luôn. Cái khuôn bánh của mình nhìn nó cũng rất là lạ lắm luôn. Mình thấy màu á nó không có khác màu nhiều đâu các bạn. Ở dưới á, bên dưới cái phần bánh của mình á thì nó hơi đậm hơn tí xíu. Đây mình quay gần lại cho các bạn xem nha. Đây cái bánh của mình nè, ở bên dưới thì cái màu thì nó hơi đậm hơn xíu thôi chứ cũng không có đậm hơn nhiều. Và bây giờ là mình sẽ cắt thử cái phần bánh của mình á, coi cái bánh của mình nó dẻo như thế nào nha. Cái bánh của mình nó rung rinh luôn á. Rồi bây giờ là mình sẽ lấy cái bánh của mình ra từ từ nha. Rồi mình sẽ cho lên cái dĩa nè. Đây các bạn, cái bánh của mình nhìn nó là ba lớp các bạn. Một cái lớp á là bánh Oreo, còn một lớp ở trên này á là cái bột cacao, mà cái màu thì nó hơi đậm hơn xíu thôi chứ cũng không có đậm hơn nhiều. Nếu mà ở nhà mình nó có sô cô la các bạn thì mình sẽ thay thế bằng sô cô la thì màu sắc á thì mình thấy nó sẽ đẹp hơn nha. Tại vì mình cũng làm thử á, coi cái bánh này á nó như thế nào, nhưng mà mình thấy lên nó cũng rất là đẹp, cái bánh rung rinh nhìn nó rất là dễ thương. Thì mình cũng mời cả nhà dùng chung với gia đình mình nha. Thì bây giờ là mình sẽ sắn thử coi cái phần bánh phô mai của mình á, độ béo độ ngọt nó như thế nào nha các bạn. Thì mình sẽ sắn luôn tới cái phần bánh luôn. Đây các bạn thấy nè, cái bánh của mình á nó rung rinh như vậy nè, nó không có bị tách lớp nha các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ ăn thử thôi. Cái phần bánh á thì mình ăn á nó có cái độ béo và nó rất là thơm cái mùi bơ các bạn. Còn cái phô mai nè các bạn, cái bánh phô mai này nó rất là béo lắm luôn. Độ ngọt á thì nó rất là vừa phải chứ nó không có bị ngọt lắm nha các bạn. Độ béo thì nó rất là ngon. Như các bạn thấy á, cái món mà bánh phô mai của mình á, mình làm tương đối là nó cũng dễ chứ nó không đến nỗi khó ha. Chỉ có cái là mình chờ cho cái phần một lớp bánh phô mai của mình á, cho nó hơi ráo cái phần mặt rồi á, mình mới cho tiếp một lớp nữa. Mình phải chờ á, mình để trong cái tủ mát của gia đình mình á, thì mình sẽ chờ là khoảng chừng là 30 phút là nó sẽ ráo cái phần mặt lại. Rồi sau đó thì mình sẽ cho tiếp một cái lớp lên nữa, thì mình sẽ chờ cho cái phần bánh của mình á, nó sẽ đông cứng lại. Là mình chỉ để ngăn mát thôi chứ mình không có để tủ đông nha các bạn. Mình chỉ để ngăn mát, sau đó thì nó sẽ đông lại thì mình sẽ lấy ra là mình thưởng thức được rồi. Thì các bạn thấy á, cái video này có hữu ích thì mình cũng làm thử cho gia đình mình thưởng thức nha. Thì mình làm tương tự giống như là bánh panna cotta vậy đó các bạn. Chỉ có khác là mình cho thêm phô mai thôi. Nhưng mà mình ăn cái bánh thì nó độ béo nó rất là ngon nha. Thì các bạn cũng làm cho gia đình mình thưởng thức ha. Thì video của mình sẽ kết thúc tại đây. Thì mình cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Xin chào cả nhà.